Ê, là Ngọc Tiên lâu lắm rồi mới nghe lại cái giới thiệu nhạc ngoại là việc của nhà sĩ Huỳnh Quốc Huy á. Chứ bình thường sao? Bình thường là giới thiệu xong hát luôn. Một phiên bản hoàn toàn rất là mới lạ. Anh đứng bên đây đi ha. Chiều hôm ấy có mưa rơi nhẹ vương mi ai, con đường ngỡ bước chung đôi bây giờ chia hai. Ai nói ra lời gian dối làm tan nát con tim ai, một người nỡ một người vỡ bao mộng mơ. Rời xa nhau dẫu tim vẫn còn mang tên nhau, chỉ là dẫu che đi ta còn yêu nhau. Vì côi cuộc đời ta hứa sẽ chờ dẫu qua bao lâu, tim vẫn đậm sâu. Từng yêu nhau từng là của nhau thật lâu, đến sau cũng chẳng thể có nhau bắt đầu. Chẳng cần tương lai, chẳng cần biết thương đau ngày mai, chỉ cần nhau. Giờ buông tay để được thấy nhau về sau, trả người về những ngày tháng chưa bắt đầu. Ai rồi cũng sẽ tìm được ấm êm sống khổ đau, chỉ là không cùng nhau. Hay quá mà, vỗ tay ạ. Không biết là lần đầu tiên anh hát bài này luôn đó anh Huy ơi. Nhưng mà rất là hay ạ. Không biết là cả nhà có thể cổ vũ cho anh em Nhi bằng những cái ánh đèn flash từ bên dưới được không ạ? Wow, tuyệt vời lắm đó quý vị. Em xin cảm ơn. Hẹn nhau nhé, kiếp sau ta lại nhận ra nhau, không lùi bước nắm tay nhau qua đời thương đau. Đôi mắt để dành ta khóc những ngày có nhau bên nhau. Hẹn nhau nhé, hẹn nhau kiếp sau tìm nhau. Rời xa nhau dẫu tim vẫn còn mang tên nhau, chỉ là dấu che đi ta còn yêu nhau. Vì cuối cuộc đời ta hứa sẽ chờ dẫu qua bao lâu, tình vẫn đậm sâu. Từng yêu nhau từng là của nhau thật lâu, đến sau cũng chẳng thể có nhau bắt đầu. Chẳng cần tương lai, chẳng cần biết thương đau ngày mai, chỉ cần nhau. Giờ buông tay để được thấy nhau về sau, trả người về những ngày tháng chưa bắt đầu. Ai rồi cũng sẽ tìm được ấm êm sau khổ đau, chỉ là không cùng nhau. Hát thật to khúc này được không ạ? Chẳng cần tương lai, chẳng cần biết thương đau ngày mai, chỉ cần nhau. Giờ buông tay để được thấy nhau về sau, trả người về những ngày tháng chưa bắt đầu. Ai rồi cũng sẽ tìm được ấm êm sau khổ đau, chỉ là không cùng nhau. Ai rồi cũng sẽ tìm được ấm êm sau khổ đau, chỉ là không cùng nhau. Em cái khúc cùng nhau hai anh em mình không cùng nhau thiệt luôn á. Đúng là chỉ là không cùng nhau. Nhưng mà anh em mình hôm nay đã cùng nhau rồi. Hát xong bài hát này, con tay thật lớn được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn.